Cái này thì mới lên phà 2 cây anh em ơi, còn đội hình thì đang ăn cơm nè. Rồi tới nữa anh em ơi, 100 nữa anh em ơi, lên phà 2 cây, bắt đầu chuẩn bị lên cây nữa nha anh em. Bữa nay đông quá trời đông luôn. Này gặp toàn phi dữ luôn. Rồi tiếp tục sẽ kéo lên. Thì mới lên hết 2 cây 100 anh em. Cây này nữa là cây thứ 3. Bữa nay đại hội anh hùng công. Toàn là máy tốc độ không anh em ơi. Đó 2 cây rồi đó anh em. Giờ cầu xích vô mới được, tại vì lúc này cạn quá cạn à. Quá cạn à. Lúc này thì trời tháng 2, tháng 3, tháng 4 này cạn quá cạn anh em ơi. Tụt cái cầu anh em ơi, lên không được. Máy nung vô á, đập máy nung vô mạnh vô. Má nó chạy H3 trọng á. Đội hình đang kéo vô anh em ơi. Máy hồi sao ủi vô hết lốc luôn rồi. Rồi 100 đang lên luôn. Lên không biết sao đây. Hồi nãy tụt hết cái à. Ây cha. Bữa nay tại đại hội anh hùng là máy tốc độ không à. Ôi trời kìa. Rồi tiếp tục thêm cây nữa nè em ơi. Hiện tại thì 3 cây lên phà rồi, tiếp tục thì cây này nữa là cây thứ 4 anh em. 4 cây. Ừ ủi mạnh vô. Lấm. Ừ. Chặn chi chó chắc ăn thôi. Kinh cái này cạn dữ lắm. Rồi sẽ kéo đang lên. Rồi 4 cây. Lúc này hiện tại là cây này. Tiếp theo thì 100 đang lên nè. Còn quá đẹp. Quá đẹp.
Còn là máy độ không. Máy này cây nào cũng lên đến 9 giờ rồi nè. Đi 100 lư chiếc luôn anh em ơi. Đây hiện tại thì 4 cây rồi anh em ơi. Rồi lúc này thì 1 cây đang xuất phát anh em ơi. Còn lại 3 cây thì ở ngoài sau kìa. Đồng này thì cũng mới mở đồng luôn nè anh em. Đồng này đồng K3. Tiếp theo quá trời đông rồi. Còn là máy dữ luôn. Đang kéo đi anh em ơi. Nguyên một đoàn luôn nghe anh em. Ây cha. Cây 100 hiện tại mới vừa đầy 3 luôn anh em ạ. Bữa nay anh em mình cùng xem giải trí đến kinh Dũng miền Tây của mình nha. Ây cha. Máy này là máy độ nghe anh em. Quá dữ. Hiện tại thì đang xuống đồng một cây còn nữa anh em ơi. Một lát có thể là bổ sung thêm. Lúc này thì đang hội tụ anh hùng lại anh em ơi. Cây này cũng mới vừa vô tham gia luôn nè. Còn thứ dữ không? Còn cái này đang kịp tốc độ đang đi lên nè. Cái này thì vô sao anh em. Cái này thì đời 2020 anh em ơi. Nung theo cây trước nè, mà cự ly quá trời xa. Hơi quá dữ vậy hơi. Quá êm.
máy này chạy ngày 70-80 công, 4 cây này mà nó vô cắt thì cắt đầu chạy cho đủ. Rồi tiếp theo cây này nữa anh em ơi, hội tụ lai gai lại một hồi đóng máy luôn. Đang hội tụ anh hùng không? Cây này đây nó là 4 cây rồi đó. Bốn cây chùm lẻ này đất cái đầu chịu cho nổi, chạy thứ gì chịu nổi. Đấy, vô lụm luôn nha anh em, còn là máy dữ không à. Sẵn vô thứ gì chịu nổi không. Đây còn đây nữa. Quách một con bao dây là sang bằng khu vực này luôn anh em ơi. Đỏ động luôn, máy không tâm lẻ, máy động cơ lớn không à. Ừ, dọc luôn kìa anh em, hết hồn không? Đây, cái này đang đi xuống nữa nè. Tư dữ không? Hiện tại thì 4 cây anh em ơi, 4 cây trăm lẻ của Nhật Bản. Ở đây em có cây nào Trung Quốc hết á, tại Nhật Bản nó lâu hư anh em ơi, cây Trung Quốc mau hư lắm. Hiện tại một dọc 3 cây đang xiết xuống luôn nè anh em. Còn một cây thì lên đầu trên anh em ơi. Đây còn hai đối thủ nặng ký. Bữa nay toàn là đao to búa lớn không à anh em ơi. Cây này thì đang đi sao, còn cây ở đầu trong anh em ạ. Cây này thì đang đi sao nè anh em. Đi sao thì về sao nè. Bốn cây trăm lẻ này là chịu tiếp mấy hồi anh em à, bữa nay hội tụ anh hùng không. Rồi lúc này đội hình xe kéo đang búa xuống nha anh em, 4 máy cắt 4 xe kéo toàn là máy dữ. Đó đang bò dốc xuống rồi đó, dữ hạn không. Ồ
Ôi ơi, con trời, con vượt tốc độ kìa. Bán xuống. Trời ơi, con trời. Tiếp tục. Xe này nữa là xe thứ ba nữa mà. Đội xe ở trên bờ chưa xuống. Cây 100 này nghề cắt chừng 400 công, 300 mấy công, công chạy 70, cây chạy 70 công thôi. Sang bằng khu vực này bữa nay luôn anh em ơi. Sang bằng khu vực này luôn anh em ơi. Rồi, đang bốc lên luôn nè anh em. Lấy cho. Tài xế toàn là tài xế dữ không à anh em. Lụa lắm luôn. Bò vô ầm ầm luôn ha. Ôi giời, tôi thắng ngang kìa, hết hồn không. Rồi chiếc này thắng luôn rồi anh em ơi. Hai chiếc đó đang còn đang gom, chiếc này đang lên dốc nè, 4 máy cắt thì 4 xe kéo ha. Toàn là đối thủ nặng ký không. Rồi bỏ vô luôn anh em ơi. Còn như thì để cho xe sau vô. Bốn cái bằng, bốn cái xe kéo này toàn là bằng lượm không à, không có bằng học được anh em ơi. Bằng lượm chạy dữ vậy. Lượm là chạy à, khỏi cần phải học. Thắng kìa. Bán vô. Lượm mà khỏi còn mò học. Lúc này thì đội hình sẽ kéo đang đi xuống tiếp tục gom lúa nè mày. Hàng cứ dữ luôn. Ồ, thầy cha. Rồi thì 4 chiếc đang đua luôn nha anh em. 4 chiếc xe kéo đang đua nè. Đua. Ôi vậy kìa. Hãy cho cả 4 chiếc xe kéo đua kìa anh em. Dữ dằn chưa. Toàn là thứ dữ. Lúc này thì 2 chiếc đang xiết xuống là cái này nó là hết luôn anh em ơi. Còn xe kéo trong cái lúa đầu trong kìa.